nhất. Các shop bán mèo ở Việt Nam hiện chỉ kinh doanh mèo cảnh, mèo Tây với mức giá đắt đỏ. Vậy những con sen nghèo khổ thì có những lựa chọn giống mèo giá rẻ nào? Mua ở đâu? Nhận nuôi miễn phí có được không? Xem hết video này sẽ rõ ngay thôi. Top 5 giống mèo đáng yêu, giá rẻ dưới 500k. 1. Mèo mướp. Mèo mướp là một trong những giống mèo thường thấy nhất, thậm chí rất nhiều người Việt mặc định coi chúng là loài mèo của Việt Nam. Điểm đặc trưng của giống mèo này là bộ lông vằn sọc dưa và dấu ấn vằn chữ M ngay giữa trán. Rất khó để đánh giá một con mèo mướp là đẹp hay xấu, bởi nó phụ thuộc vào nhiều yếu tố như bẩm sinh hoặc cách chăm sóc của chủ nhân. Tùy thuộc vào chế độ ăn và lối sống, tuổi thọ của mèo mướp có thể từ 20 đến 25 năm. Dáng người và bốn chân của chúng đều thon dài, trọng lượng dao động trong khoảng 3 đến 6 cân. Nhìn chung, mèo mướp khá sạch sẽ, thường xuyên tắm rửa, thích ngủ và nghịch ngợm. 2. Mèo vàng. Mèo vàng cũng là giống mèo luôn có mặt trong danh sách những loài mèo giá rẻ. Đặc điểm chung của giống mèo này là bộ lông ngắn màu vàng, điểm thêm những sọc màu vàng nhạt hoặc màu trắng. Chúng nặng từ 3 đến 5kg và cao từ 22 đến 28cm. Giống mèo vàng có thể sống từ 10 đến 15 năm, chúng có sức khỏe tốt hơn, ít bệnh di truyền so với các giống mèo khác. Ngoài ra, mèo vàng thường độc lập hơn, các giống mèo khác nên người nuôi không cần chơi cùng chúng quá thường xuyên. Thêm vào đó, do màu vàng thường tượng trưng cho sự giàu sang, may mắn nên mặt bằng chung người ta khá yêu quý giống mèo vàng. 3. Mèo đen. Với tên thường gọi là mèo mun, loại mèo này đặc trưng với bộ lông đen ngắn, đen tuyền. Loại mèo này có dáng người cân đối và trọng lượng từ 3,5 đến 5kg, tai chúng hình tam giác nhọn, dựng đứng và có kích thước tỷ lệ phù hợp với khuôn mặt. Mèo đen có tuổi thọ từ 12 đến 20 năm, chúng rất nhạy bén, quấn người và thích leo trèo. Tuy nhiên, mèo đen không dễ gần với các vật nuôi khác nên cần thời gian làm quen nếu chủ nuôi mang thêm bạn mới về nhà. Ngoài ra, liếm mèo đen thường lọt top mèo giá rẻ dưới 5 màu lông của chúng. Nhiều người vẫn thường coi màu đen tượng trưng cho sự xui xẻo, yếu tố ma mị, nên không mấy mặn mà với những con mèo mun. 4. Mèo Anh Lai Mèo Ta. Nếu bạn thích mèo Tây nhưng yêu cầu giá phải rẻ dưới 500k hoặc 1 triệu thì có thể cân nhắc tới giống mèo Anh Lai Ta. Vì chỉ là mèo Lai nên mèo con chỉ được thừa hưởng một ít đặc điểm của mèo Anh thuần chủng. Những con mèo Anh Lai Ta được bán với giá vài trăm nghìn, thường có cơ thể thon gọn, mặt hơi hướng tam giác như mèo ta nhiều hơn. Nếu chăm sóc tốt và may mắn, bạn vẫn có thể sở hữu được một chú mèo cảnh giá rẻ rất đẹp khi chúng lớn lên. Bởi khi còn bé, chính bản thân người bán cũng không thể biết lớn lên mèo sẽ đẹp hay xấu. 5. Mèo Xiêm Lai Ta. Mèo Xiêm Lai Ta cũng là một giống mèo giá rẻ với cơ thể thon gọn, chân dài, đầu nhỏ, mặt nhọn. Lông mèo Xiêm Lai Ta ngắn, mượt, màu sô cô la, còn mắt chúng màu xanh. Giống mèo này khá nghịch ngợm và nhiều năng lượng, chúng quấn chủ nhưng lại khá nhát với người lạ cũng như vật nuôi khác. Ngoài ra, bạn có thể dễ dàng nhận nuôi hoàn toàn miễn phí khi tham gia các hội nhóm về chó mèo. Uy tín nhất, bạn có thể liên hệ trực tiếp tới nhóm nhận nuôi thú cưng Hanoi Pet Adoption. Tại đây, có rất nhiều mèo cưng, chó cưng bị bỏ rơi được mọi người chăm sóc và nuôi dưỡng. Bạn có thể liên hệ trực tiếp để được hướng dẫn các thủ tục cần thiết để nhận nuôi nhé. Link đăng ký ở dưới phần mô tả. Cuối cùng, các bạn đừng quên đăng ký kênh để cập nhật thêm nhiều thông tin hữu ích khác về thế giới động vật.